Ok, xin chào anh em và chào mừng em đến tập tiếp theo trong series Việt Sắp Alasingrid Valhalla. Rồi, đã mấy ngày rồi chúng ta chưa ra tập mới bởi vì cái tựa game này khá là dài và lê thê. Cái công cuộc là truy tìm Sigurd, tung tích của Sigurd nó rất là mất thời gian. Chúng ta truy tìm Sigurd, thông tin Sigurd ở Kent, sau đó thì vẫn bị hụt. Và Phuke đã chuyển Sigurd sang Wessex và chúng ta sẽ tới đó để giải cứu Sigurd từ tay của Phuke. Chúng ta rất gần với Sigurd rồi, và chúng ta sẽ không thể để tuột mất anh ta. Và để cứu được Sigurd, chúng ta cần rất nhiều đồng minh, tập hợp tất cả các đồng minh mà lúc trước chúng ta triệu tập, tập trung ở Wessex. Ok, let's go. Ok, địa điểm tập kết của đồng minh của chúng ta ở đây. Guthrum. I did not mean to fail you, Guthrum Jarl. It was only for a moment. I was so tired. As are we all, boy. We marched hard to get here. Still, let's not disappoint me again. You hear? Mm-hmm. My Jarl, I'm sorry. You must be Eivor. I've heard much of you, young one. They say you're something. We'll see. Guthrum Jarl, Saxon Dane, and Reaver of the South. I am honored to meet you at last. Kiếp làm chức danh thế. I like that. Here's hoping you fight as smoothly as thằng cha là chuyên gia nói móc mình nhỉ. Vừa mới gặp. From the mad woman Fulke, now ensconced in Porchester Fortress. If you wish to crown yourself king of Wessex, Porchester must fall. An alliance here serves us. Okay, đôi bên cũng có lợi. You promised a great army, but you couldn't breach a crown's guard with what you have assembled here. This is not the sum of my forces. Where are the rest? Your allies are on their way. We must be patient. Đồng minh chưa tới hết. Mình chỉ nói một lượng nhỏ thôi. Nhưng mà Eivor có vẻ là không thể đợi được nữa rồi. I will not sit on my heels while Sigurd rots in that she-dog's care. We might muster for an attack in the woods east of Porchester. But there are scouts. Chúng ta đang muốn chiếm khu rừng phía đông của cái pháo đài đó, nhưng mà khu đông biết được chính xác. Và mình đang Eivor đang muốn chăm sóc đội trinh sát đó. A third keeps watch on the hills south of Croendene. But I warn you, these are all we know of. There may be more. A risk we must take. I will find the scouts. You move the men into position near Porchester. That is a rash gamble, Ravenfear. If we are spotted, we will be vulnerable. If you want victory, come now or not at all. Every hour waste should be Sigurd's last. You had better be all they promised. Forsete, pháo đài. Khó lâm thật. Rồi bây giờ chúng ta phải đi giết ba cái thằng trinh sát của địch. Các đồng minh của chúng ta đang ở tự tập ở đây, nhưng mà chưa đến đủ. Thằng này có vẻ cùi. Không tuyển. Lực lượng thuyền viên của tôi nó xịn lắm rồi. Chẳng cần phải tuyển nữa. Rồi chúng ta sẽ tới những thằng gần nhất. Ok. Thằng này thằng cuối cùng, thằng ba thằng. Rồi cắt bớt những cái đoạn giết chóc bừa thừa thãi đi. Ta sẽ tóm gọn nội dung của thằng Jin trong những đoạn là cần thiết thôi. Tôi bùi được thêm cái khiên với cái trọng khiên kết hợp với cái kiếm Excalibur. Cái khiên này giúp cho tôi khi mỗi cái đòn parry nó đỡ được và được nó té lửa đó như này này, té lửa lên, cộng thêm cái skill búp độc của tôi nữa là địch sẽ vừa hứng chọn lửa đốt vừa hứng độc của mình, quá là chất luôn. Mà cái khiên này cầm theo cái cây trọng kiếm nữa thì đúng kiểu cục xúc boy, toàn cầm hàng nóng luôn. Rồi xong, bây giờ tập trung với ba sim ở trong khu rừng. Oh,
The scouts are dead, and you're safely encamped. I told you this would work. Hmm. Time will tell. Any eye that saw you has been dimmed by death. You are not short on confidence. That much is clear. Gáy to lại ăn trưởng bây giờ, Evil. Nobody respects a tremble heart. I have known plenty as brash as you. Not many. Cứ gáy sớm là kiểu gì cũng ăn đòn đấy. I found something of interest on one of the scouts. Fulke has news of Croydon's fall. She's gathering men and supplies. Cô ta đang bị bao vây. Mình đang tập trung quân đội và vật tư để phá vòng vây. Do you still say I'm reckless in my haste, Guthrum? Vẫn khịa. Saxons! Thật chết mẹ, người sắc quân sắc sông đến rồi. Hết tinh vi nhé. À, đánh nhau luôn à? À, giáp là cả. Với cái bui đồ mới này thì nó sẽ giúp cho tôi đánh những trận chiến với nhiều quân địch này nó dễ hơn. Độc phát tán này với cả lửa đỡ ra thiêu đốt quân thủ. Càng đông thì càng vui. Đó, vừa lửa vừa độc. Sổ. Đây là kiểu bùi đồ gọi đánh trên diện rộng với nhiều quân thủ. Cái độc này của tôi cũng là độc cấp 2 rồi. Mỗi khi tôi dùng độc nó sẽ tóe ra xung quanh. Và áp thêm cái skill là khi mỗi giết người khi bị dính độc vào đời sẽ tóe. Rồi, gần xong rồi, còn vài tháng nữa rồi. Chết đi đi. Cầm trọng khiên với trọng kiếm chưa thật. Đúng kiểu cục xúc. Đỡ về tào. Nó rất khó chịu nhưng nó có trò đỡ đỡ. Thằng nào nữa vào hết đây. À, thổi kèn đi về à. Hold back you dogs. Back to Porchester. They flee like rabbits. Then we chase them like hounds. That ugly bastard's head is mine. Not if I get there first, slow arse. Leave him. The day is already won. Ui, thằng này kinh ấy. No. Tôi xong. Vai trưởng, mày dám giết đồng minh của tao à, thằng chó này. Đời mày tàn rồi con. Này thì, này thì, này thì, tay đến đồng minh của tao này. Mình bây giờ gọi độc cô cầu bại rồi. Độc cô cầu bại rồi. Quỳ xuống. Bear your false deities like a plague to this land. But you know nothing of those who truly decide our fate. I decide your fate today, Saxon. I am ready for my final journey. Let me see what lies beyond. Giết nó. When you see your guard, tell him I sent you. Giết bạn ta. Giết bạn ta. Úi dồi. Bắp này bị người ta giết, thằng này quá kém. You are wounded, brother. Let me bear your brother to the camp. Chết tiệt. Damn it. He was always quicker than me. Nhanh nhiều đoà. Lanh chanh, lanh chanh. Chết nhảm. Rồi, về trại. Vứt nó ở đây. Rick
Reckless Stripling. I warned you the risk. Rồi xong. Gái trước không bây giờ ra nó chửi cho thì thối mặt. You have not seen the half of my wrath. How many of my men now lie dead on account of this glory hoarder? Thôi rồi, tôi biết lỗi rồi. Đừng có mở lên tôi nữa. My friend here among them. The fault is mine. Knowing that is shame enough. Xin lỗi. What happened here? Uba và Soma đều đến này. Soma, you come at a black hour. And too late to bloody our blades. More's to pity. I hope to take Porchester with this one, but Fulk is forewarned now. I have no more appetite for this. Ông Guthum mày go rút à? But know you leave me in a time of need. What you need is to swallow your pride, raven feeder. Listen to wiser heads than yours. Eivor. I will hear you, Guthrum Saxonbane, if you wish to speak your peace. You want your jarl back? You must be cold as frost. Bravery is your enemy as often as your friend. We do not dash ourselves against hopeless courses. We arrive unexpected, strike swift, gather your allies, pick your moment. Then, and only then, you crush them. You can triumph yet. Go with the wisdom of Odin, the power of Thor, the wit of Freya. Go and find your brother. Vẫn đi à? Xin lỗi rồi mà vẫn đi à? Guthrum spoke in anger. But there is wisdom in what he says. Thì đúng thế, đồng ý. I heard and heeded. I'm not too proud to admit my mistake. Then there is wisdom in you as well. We will wait for our allies before the final attack. Until then, we have work to do. First, we need a new camp. The Saxons think we have retreated. And we will draw even closer. Here. Arrive unexpected. Erki, Stowe, ride there ahead of me. Together, we will bring them down. Hai anh chàng này là anh chàng chúng ta giúp ở London đây. Anh hai người này sẽ giúp chúng ta đi dẹp cái trại của bọn Sắc Sông. Alfred's folk, no brothers of yours. After that, we should strike at Fulke's supply. Soma thì đề nghị là đánh kho lương. Hợp lý. Porchester, we will lose our chance to rescue Sigurd. The letter I found on the scout mentioned Bridgeworth, Guildford, and Crowley. They produce weapons in Crowley, food in Guildford. Crowley là sản xuất vũ khí. Guildford là thực phẩm. Uba, I need your axe out of Guildford. Soma, you and your men will aid me in Crowley. Uba thì có vẻ sẽ đi tiêu người vào kho vũ khí. Good. Còn số 3 thì tiêu khỉ khó lưu. A lion's heart and a crow's cunning. Guthrum judged you too swiftly. We have work to do. Let's be about it. Nói chung là đi tiêu hao sinh lực địch trước. Xong rồi sau đó chúng ta đợi tiếp viện của chúng ta đến là vừa. Đấy, xong rồi đi quẩy Fuke trong thành của cô ta. I would have liked to offer a better welcome. Bọn này Hàn Huyền này không có thời gian nghe bọn này Hàn Huyền. Rồi sau khi dọn dẹp xong hết những cái chướng ngại của bọn chúng thì chúng ta quay về gặp hội quân, tiêu diệt kho lương rồi tiêu diệt lính của nó, tiêu diệt kho vũ khí ra của chúng ta về đây. Nói chuyện với Basim để bắt đầu công thành. Nói chung là trong nhiệm vụ trong Assassin này thì mỗi một lần chúng ta đánh một vùng đất thì chúng ta đều phải công thành hết. Nó vùng đất nào thì cũng đều phải công thành. Kết thúc cuối cùng vẫn là công thành. Nhưng mà công thành trong game Assassin này họ làm không hoành tráng lắm. Cứ kiểu gì. Nó không gây cảm giác công thành đấy. Mà không được hoành tráng lắm. Nó cứ kiểu gì, không có cảm xúc. Now if the talking is done, there's blood to be spilled. Eivor, dark news. We found a letter in one of the dead. Fulke has called for aid. Reinforcements. Fulke đang kêu gọi đồng minh.
thư viện. Winchester rất gần đây. Winchester rất gần ở với Wessex. If you've not done so already. Warm words do thaw the chill of battle fear. What about I? We march. When the sun sets on this day, Sigurd will be returned to us, and Fulke's head will be on a spike. Let us begin. Lúc nào cũng hiện diện với cái hình này, một cái đoạn clip này, tôi thấy nó chả hào nhoáng ấy. Ôi, ông này còn bị đứt tay vãi lìn. Cứ mỗi một lần chúng ta chiếm đất, chiếm một mảnh đất thì cái đồng minh lúc nào phải công thành, lúc nào cũng có đoạn phim kiểu như này. Nói chung Ubisoft cảm giác họ không giỏi làm về những game công thành như này. Eivor, did you enjoy the gift I left you in Canterbury? You will die today, Fulke. But your men may live if you come here to me and settle this alone. We have nothing to settle. Die on these walls if you will. It is your choice. No wall is high enough to keep me from you. Then come. Claim your brother if you can. I shall wait with him. If you would find us, you need only follow his screams. Fulke! Guy. What will the Skald say when they speak of this day? They will say we unleashed. Như tôi đã nói về những cái tập trước như thế thì người Bắc Âu cũng có truyền thống viết chép sử. Họ có truyền thống gọi là truyền miệng thôi, có những bài thơ bài hát thôi. So raise your swords with me now, brothers and sisters. Nghe nói trong triều đình người Viking ngày xưa thì lúc nào cũng có một người nhạc sĩ. Hay một thơ ấy, trong triều đình. I'm coming for you, brother. Để lưu giữ lại những cái trận chiến, những cái sự kiện lịch sử xảy ra trong thời gian đó. Frost City. Rồi. Cái bộ giáp tôi đang mặc là bộ giáp mà cứ càng đông lính thì nó sẽ tăng cho tôi thêm đam. Thế đai mà thêm mò gì đấy. Không quan trọng lắm. Ai à? Ai à? Phá mấy cái này đi nè. Chúng ta cần phải phá mấy cái chướng ngại vật này để nó cản trở. Cái ram của mình đến. Rồi. Bây giờ tôi phải lên trên kia để phá mấy cái thằng thả dầu xuống rất là khó chịu. Chỗ này như không leo lên được. Shit. Cái thằng thả dầu khó chịu. Không cần thiết phải đánh nhau bọn này làm gì. Chúng ta đi phá chỗ khác. Shit. Đấy. Này thì đổ dầu. Luôn được cái mấy con tên này. Watch
Rồi. Ram đang hút. Kệ đó. Vào trong này xem còn. Ây à, đông quá nhở, đông quá nhở. Nhưng chúng ta không cần thiết phải đánh nhau mà này. Đốt hết bọn họ. Shit. Bây giờ tôi phải đi phá mấy cái này. Bắn tên lửa được không nhỉ? Không tác dụng, cái này nó phải ném bình dầu vào cơ. Tiếng gì dầu đâu. À, cái này phải bắn ở đây. À, nó nổ. Tốt. Rồi, bên này cũng nổ rồi. Mở cổng thành. Đây cho đồng cổng thành đã. Mày lão tuyệt này. Vẫn còn kìa. Cái sạp này đi. Thật nguồn thiết vào đấy cho nó làm gì. Đi mở hỗn công. Đi ô ba chém mình mà không học. Này này. Rồi hết. Đâu, ta cần tìm một bình dầu ở đâu đó. Đây. Xong. Rồi, đem thu vào bên trong. Đây này mấy cái thằng khiên này cũng rất khó chịu nhỉ. Cứ có cái lấp thằng cái khiên lấp xong cái khiên này lấp mà game này không có cái kiểu phá khiên như ở Odyssey nhỉ. Mấy cái thằng khiên cứng không phá được. Này. Này. Sigurd. Mòn mỏi đi tìm ông anh dài. Good, anh ở đâu?
Ôi rồi anh bị mang đi rồi. Như đây là cái ghế tra tấn anh đây. Máu ơi, máu nó lết sang bên kia rồi. Nó ném mẹ xuống ban công rồi à? Chết mẹ rồi, Sigurd bị ném con mẹ xuống ban công rồi. Soi gì mà lâu thế? Sigurd, every ném Sigurd từ đây xuống á. Mày cứ đợi đấy. The church. Nhà thờ. Okay, must have taken him there. Đến hướng nhà thờ. Come on, Bastion. Phóng cất open. Give me a hand. Bà Sim đâu? Ủa, bị chặt chân à? Fulky. Tập trước thì lúc chúng ta lần theo dấu vết của Sigurd thì đã bị mất một tay rồi. Sigurd bị Fulky chặt một tay rồi. Bây giờ như bị chặt mất hai chân thì phải. No. Brother, I'm here for you. I have you. Let me stay with him. You do. Ba Sim bảo đi đi để Ba Sim lo ở đây. Mình lo Fuke. I promise. Mày chết Fuke. Cay lắm rồi đấy. Fuke, where are you? Where are you, Fuke? You cower from me, Fuke, like a rat in the dark. We're all in the dark, Ava. It is the search for the light that brings us closer to the gods. Save your babble. Death is our language now. You fight beneath the banner of ignorance, Ava. I could pull back the curtain for you, give you a glimpse of what lies beyond. Đừng nhiều lời. I need nothing from you. This ends here. A pity to kill one of such potential. Where are your fine words now, Paladin? You will not raise your eyes to the light. I will bury you in the dark. So you can fight after all. You meddle in matters you do not understand. Con này kiểu chui rút bóng tối. Chui rút của bóng tối này. Chui rút. Cái trò đỡ khó chịu thật. Ủa, nó còn tắt đèn luôn à. Are you afraid, Fulke? My cause is greater than you can comprehend. Tắt đèn này. Nó có cái độc độc nên mình nhìn được nó trong đêm luôn. Chứ không có cái độc này cũng có khi khó nhìn đấy. Mà sao biết đọc mình hết lên. À, nó cứ đứng trong đêm này á. Mẹ là tối thế. You have power, Ava. Maybe more than you know. No more words, poison. Even when I offer the truth, you refuse it. Mẹ. You have power, Ava. Maybe more than you know. No more words, poison. Phát sáng ấy. Mình không phát sáng, mệt đấy.
phù. Phù kề. Phù kề này. Này thì phù kề này. Do you not wonder, Aver, at the things I have learned? Khờ. Every word you say is madness. Chả có gì tò mò cả. Sigurd is an ancient one. Con này nó nhìn ra Sigurd kiểu như là hiện thân của vị thần. Cái đấy thì mình cũng biết rồi. He is reborn. Is my brother and my Jarl, and you are mind sick. He is everything we should hope to be. Nhưng mà Sigurd cảm giác như bị ảo tưởng. Fulke! Nó bị bọn này nhồi nhét những cái tư tưởng thần thánh vào đầu quá. Fulke! You can't run from me forever! À, chạy đầu cưng. Nobody touch her. She's mine. You are too late, Aver. I have opened your brother's mind to the truth. That is my victory. And you will go with me to the grave. Ghê vậy. Cầm thanh giá quẩy nhau luôn à? Qua được giả. Qua được giả. Chạy ra Odin. Cô ta đã cứu anh trai mình. Là sao? Odin muốn nói cái gì? Oh shit. Ở Sigurd rốt cuộc là có cái gì? Rõ ràng là Evil cũng là hiện thân của thần mà. Sao Fulke này nó không nhìn ra mà? Basim thì có vẻ nhìn ra. Mà chỉ nhìn ra mỗi thằng Sigurd. Nhưng mà rốt cuộc Sigurd là hiện thân của thần nào? Tôi nghĩ là của Tyr rồi. Con trai của Odin. Nhưng mà vẫn chưa có gì chắc chắn lắm. Nhưng kể cả như thế thì rồi sao? Rốt cuộc là Sigurd thấy những gì mà cứ ảo tưởng trong cái giấc mộng thần thánh như vậy? Chưa hiểu. Cảm giác như chúng ta mới chỉ chơi được mới có được khoảng chưa đến nửa game. Còn quá nhiều thứ mình nó game vẫn chưa giải đáp cho chúng ta. Nó cứ mập mờ thôi. Sigurd. Eivor. I will fight. Nhưng mà cái kiểu Sigurd mất một tay này rất giống với thần Tyr. Tyr mất một tay. Ba Sin gần như chắc chắn là nó là Loki rồi. Mình thì là Odin. Nhưng mà rốt cuộc mục đích của Ba Sin là gì? Và cái thứ nhất, cái thứ hai là Sigurd rốt cuộc nhìn thấy cái gì? Và cái thứ ba là tại sao Odin lại là hiện thân của Evil, cũng là để mục đích gì? Cái đấy chúng ta vẫn chưa biết được.
quá nhiều thắc mắc chưa được giải đáp. Rồi thì bây giờ quân của Winchester thì đến tiếp viện và chúng ta phải cầm chân của nó. Nó xì rất chạy. Có đơn giản thôi. Với cái việc kỹ năng của chúng ta toàn là những kỹ năng diện rộng thì bọn này không phải là đối thủ. Cái quẩy tẹt bô này. Giết được những thằng nhiễm độc nó sẽ lại khè độc ra xung quanh nữa. Đấy, bọn nó cứ chết chùm cho mày thôi. Bọn nó cứ nhiễm độc và chết chùm hết thằng này. Để cái skin của mình được combo này thì bá đạo bá trưởng. Đánh boss cũng mạnh mà đánh lính đánh chạy cũng mạnh. Độc cứ tóe tung liên tục. Lấy nó cứ chết như dạ. Ô này bá đạo rồi. Chết bị đập rất là nhanh. Vũ khí của tôi hiện tại là đều có thể có đam độc và đam lửa rồi. Nhưng mà hiện tại chơi game này mình mới thấy có chỉ có đam lửa, đam độc, chưa thấy có đam hệ khác. Cái thành này chiếm được nhưng mà không giữ được bởi vì quân của Guthrum đi rồi. Guthrum was hasty in his judgment, Eivor. You are fit to stand with the best of us. Go to your brother. The words of one beloved will be. Uba sẽ lo việc ở đây. Chúng ta sẽ về gặp Sigurd. Anh em lâu ngày không gặp. Về làm chén rượu. Up skin phát nhỉ. Bây giờ chúng ta phải về làng đúng không? Hiện tại tôi đã up hết những cái kỹ năng nội tại ở những cái nhánh khác này. Bây giờ chỉ còn up thêm mấy cái nhỏ này thôi. Cái nào mà nó kiểu như là nó trừ độ nặng của mình xuống thì chúng ta dùng để cầm vũ khí cho nó trơn tru hơn. Đây, cứ trừ độ nặng thì chúng ta dùng. Vì chúng ta đang toàn trang bị đồ nặng cho người. Rồi, 245. Nói chung hiện tại cũng rất là mạnh rồi. Chả ngán bố con thằng nào. Rồi về đây. Sigurd Jarl. Sigurd, back where you belong. Oh, I missed you, my brother. Yeah, you missed me. Yeah. Once or twice a year. What? It took you time to find me. Wasn't for this. To enjoy your time on my throne. Anh đã phê cần à? Only what you asked of me. You slew all those who questioned you. That is not what happened. Randvi will tell you. Oh yeah, we'll see. My dear wife, brought to me as a gift by her clan to pacify my ambition. Yes, I'm sure she will be the one to tell me the truth. Anh lại lên cơn phê cần rồi. You cannot even begin to imagine the things I've seen. Rốt cuộc lại thấy cái gì? Born of gods is who I am. A lord of war. A Roman mars.
I know who I am. I know my destiny, and you will not hinder me. Rốt cuộc là Sigurd thấy cái gì? Brother, forgive me. Ok, là hiện thân của thần, nhưng mà ông rốt cuộc là hiện thân của thần rồi, nhưng mà nhìn thấy cái gì? Không thể hiểu nổi. He's been this way since his return. Could you speak with him? Settle his mind. I can try. Nhưng chính là Sigurd tội nghiệp phết. Vừa cụt tay, vừa kiểu như là lên cơn tâm trí, bây giờ bị bất ổn. Vợ thì theo mình, vợ bị thằng em chén, quá bất hạnh. À, trong quá trình đi kiếm tới Sigurd thì Dark thì bảo rằng là chúng ta không chịu tìm ở Sigurd. Thành ra anh ta nghi ngờ lòng trung thành của mình và đã tuyên bố đấu tay đôi với mình, đấu đến chết. Thì đương nhiên là mình thắng rồi và Dark chết. Dark thì luôn ghen tức vì cái việc của Evil quản lý cái tộc này khi không có mặt của Sigurd. You may think me less than I was, but this is not so. I am greater. Sợ tao không hiểu Sigurd đang nói cái gì luôn. My mind is a wellspring of prophecies, visions that tell me who I truly am. For all that, I am grateful for my suffering. Sigurd, I want to understand, but all this, all you say makes little sense. Rốt cuộc là anh muốn nói cái gì, Sigurd? Ba Xin nhìn thấy, Phu Kê cũng nhìn thấy. Rốt cuộc là nhìn thấy cái gì? Mông lung như một trò đùa. Nhìn kỹ hơn, nhìn sâu hơn nữa. Đào ra xem nào. À. Cháu nhìn thấy cái gì cả? Khuôn mặt của một vị thần. Trời ơi, anh đúng một phê cần rồi. Tác hại của Mai Từ Đá. Không thể hiểu được luôn. You're kind, but your eyes are clouded by the past, a place I can no longer see. Lời tiên tri của Vatka dần dần ứng nghiệm rồi. Anh nghe thì đúng, cuối cùng cũng đi trên hai con đường khác nhau. Return to my feast and drink for me. Celebrate the days to come in my name. Đi thì đi. Có hiểu thật. Nếu hiểu kiểu gì. Rồi mới đi gặp Ranvi. Nói chuyện với Ranvi. Pleasure to see. What happened yesterday? You and Sigurd disappeared during the feast, and when he returned, he went straight to our room without a word. We talked for a time. I asked many questions but got few answers. I wish I could say more. Do you think Sigurd knows about us? Ranvi đang hỏi xem liệu Sigurd có biết chuyện của giữa hai mình với Ranvi. Cắm sừng. Gives me no credit for his rescue. I don't nghĩ Sigurd cũng tội nhỉ. Vừa đầu óc không bình thường, bây giờ vợ bị cắm sừng. Vợ thì cắm sừng. This is for Sussex. We burned it to the ground to save one man. Yet he is barely the man we were searching for. Quite so. Tội nghiệp chàng trai. Xong, quét sạch.
thừa trích gan vi phát mà. Shall we? Please, Eivor. À, cũng biết ngựa à? Cũng biết chồng ở đây không làm được à? Please, Eivor. Hôn với cả lên giường đều không được. I should go. Rồi, ok. Tập 8 trong series game Việt sắp Assassin's Creed Valhalla đến đây là hết. Nếu anh em xem hay hãy bấm nút subscribe, nút chuông hộ mình. Hẹn anh em những tập tiếp theo trong để tiếp tục cái câu chuyện của Eivor. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại. Bye.